chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Anh em mình đang trên đường vào bản Tà Phìn à? Tà Phìn, Tà Phìn à? Bây giờ anh em mình vừa mình review cái đoạn đường đi vào đây, thế nhưng mà sạt nó đất các bạn ạ, nên là và đùn xe. Nên là bây giờ anh em mình mới bắt đầu đặt chân lên đến trung tâm của Tà Phìn. Bây giờ anh em mình đi tìm chỗ ăn các bạn ạ. Trong này giờ nhà hàng kiểu khách du lịch cũng ít đấy, nên là rất ít quán nhà hàng mở. Đi quanh quanh này bao nhiêu nhà hàng rồi nhưng mà chả thấy nhà hàng nào mở các bạn ạ. Không biết là có đồ ăn không, muốn vào tận trong này kiếm mấy gà đồi với lợn bản, mà không biết là đây vào mấy quán hỏi đều rồi không mở. Đấy, đi sâu xong tí hỏi nào. Có quán ăn không ạ? Có làm cơm không chị? Có chính xác gà đồi gà bản này hả? Dạ vâng, ok. Các bạn ơi, may quá anh em mình tìm được chỗ ăn này nhá. Đây các bạn lại đi vào đây, hôm nay mưa nên đâm xe pháo đất cát. Thực ra là phải kiểu như là đặt khách đi mổ. Đúng rồi. Làm cho con gà đã. Cả ngon. Giờ mới làm đúng không? Đợi tí cũng được, càng ngon. Vâng. Anh em vào chọn gà đi. Vâng, ok. Rồi anh em đi và chọn gà mình nhá. Đâu gà đâu ạ? Đấy là mua trực tiếp, mua tươi, mua thế thì đắt hơn xuôi. Lợn xịn đúng không? Thế nhà có hai vợ chồng làm thôi chị. Thế như gà đây đâu mà gà bán. Anh yên tâm, nếu mà không bán không lấy tiền. Yên tâm, gà chuẩn. Làm con to kia đi. Vâng, để em bắt nhé. Bắt con to. Vâng, vâng. Cả ngan nữa cơ. Vâng, em có cả ngan mà. Thôi cứ làm con to luộc đã. Xong rồi tí ăn gì lại gọi tính tiếp. Vâng. Ê, hỏi chị, một con gà bao nhiêu nhỉ? Tính trong cân. 250 một cân. Bao nhiêu? 250. 250 hả? Vâng. Đúng rồi, không phải nói nhưng mà gà bán đắt hơn gà xuôi. Gà xuôi là có 50.000 cân. Gà nhiều đâu. Các bạn ơi, bây giờ tìm được chỗ ăn rồi các. Đây mình ở trong cái nhà hàng này. Thực ra đợt này khách du lịch ấy cũng không có mấy. Thế nên là không quán nào mở. Có đây may quá có quán nhưng mà hai vợ chồng làm. Mình gọi con gà bán các bạn. Xong rồi tí nữa anh em mình sẽ đi vào trong đây là trung tâm của Tà Phìn rồi, nhưng mà mình tí lát nữa mình sẽ đi sâu vào trong đồng bào nha các bạn nhé. Đây cảnh quan đây rất đẹp các bạn này, suối dốc rách. Đây các bạn này, suối này. Đấy, nước chảy róc rách. Nói chung là không khí rất là trong lành và phong cảnh thì hữu tình các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy thiên nhiên ở đây đẹp không? Mình cảm nhận được là rất là ổn định các bạn ạ. Rồi các bạn ơi, đây là gà đồi trong gì nhỉ? Bán gì nhỉ? Long Ngõ Song Phạm. Bán Tà Phìn. Đây là gà đúng bản địa Tà Phìn này. Đấy. Su hái cũng ở trong Tà Phìn luôn nhá. Đây này. Cái món chấm ở trong này đặc biệt là cũng muối tiêu chanh nhưng phải có tí hành. Đúng không? Con gà và cục tác lá chanh. Cộng thêm tí hành thì nó mới ngon. Anh em mình cũng đợi lâu rồi, thôi bây giờ mời mà cả nhà dùng cơm nhá. Thôi mày chén này. Mày cả nhà nhá. Anh dùng bữa bọn em nhá. Vâng. Cho mấy con nước của ta nhé. Vâng.
riêng gà phải ăn rắn ăn rắn. Mời cả nhà nhá. Đúng gà bán lên ăn nữa. Đúng gà đồi các bạn. Này nó nhiều chất xơ này. Vợ ở nhà này em cho hai miếng thịt thôi mà nó đan hơi nhiều ấy. Chốt là ra cho. Người sao thế? Ăn công em. Chân chứ hai tay nuôi của già nhìn cường. Quả đi con không có tiền. Vậy gì? Bê ra bảo. Đấy, đỡ được. Chỉ đỡ được. Đấy. Bảo để con cháu được gì? Chiều được kìa. Thôi chứ không có thôi. Mẹ, dưới con gà cái gì rồi? Gà? Có chứ không có. Đàn ông gà cái gì mà bỏ 6 nhát. Thôi à, mình chỉ quay qua bữa cơm này thôi các bạn nhé. Tí mình đi review trong bản địa nhé. Cơm hôm nay là cơm chống cháy rồi. Cơm đạm bạc mọi người ạ. Gọi là ăn cho nó có tí thực phẩm vào trong để lấy sức mà đi thôi các bạn nhá. Thôi các bạn ơi, đường vào đồng bào rất là gian nan các bạn ạ. Đây mình phải dùng đi bộ. Thốt đùa ông ấy mà được. Ui giời, ui ôi ôi đạp số phong cảnh đẹp quá. Đấy, anh em mình bắt đầu đi vào bản nhá. Đang giữa trưa các bạn, nắng lắm rồi là mình không vào nhà đồng bào được. Bây giờ anh em mình lên rừng. Lên rừng không nhỉ? Lên rừng thì chẳng nghe quay lại xuống biển. Đây. Đi về đâu ấy? Rồi cứ đi theo đường chính này đã. Làng văn hóa gì đấy, lù khẩu xã Tà Phìn, xã Lù Khẩu Tà Phìn, làng văn hóa thôn Lù Khẩu. Đứng ở đây mà nhìn phong cảnh thiên nhiên đẹp không, bây giờ hồn cước quá. Rất là đẹp các bạn, nhưng mà mình đi đang giữa trưa nắng các bạn. Các bạn này dưới xuôi là hay ăn đấy đúng không? Không biết là cuối con đường ở chỗ nào. Đây là kênh đường à? Đây là kênh đường à? Đó. Muốn vào trong đồng bào đi nơi nào ạ? Đi nơi này anh. À vâng em cảm ơn. Đây đi. Đây. Là số đấy, số 1 đấy. Đi thẳng đi thẳng, đây này. Chết bên trái. Sướng chưa? Lên cao kinh khủng. Chỗ nào mát. Các bạn đây, đồng bào đang xuống à. Anh em mình thì đi lên. Dốc treo leo kinh khủng. Thì chắc không biết có dự án hay sao đây, người ta đang mở đường lên đây này mọi người này. Đường đang mở.
phải nói để đi lên trên này phải nói một quá trình rất là vất vả và gian nan. Ui giời. Giờ này đất nó đắp chưa chắc chắn. Các bạn nhìn núi sườn. Rồi bậc thang mình lên đợt này là gạt rồi các bạn ạ. Trùng trùng điệp điệp. Đấy. Đây là ruộng bậc thang các bạn. Cái này là gọi để nũa éo. Kiểu như cắt rồi nhỉ, có phải không nhỉ? Để em đi bộ một tí đi. Anh còn nổ mẹ nó phải vác xẹo cho được. Ngay này. Đường lên trên này rất là vất vả. Đi xuống không à, nổ nốt là tí không có xe về đâu. Đâu? Hâm à. Đấy là đường ở trong bản thôi. Đấy mình cứ lên đi. Còn lên trên kìa. Rồi. Còn nhiều kìa. Anh thấy không? Đấy. Ui giời. Ôi mọi người ơi. Mọi người nhìn này. Cao nguyên hùng vĩ. Lên với đồng bào còn rất là xa các bạn kìa, vẫn còn ui giời, trèo leo lắm. Này các bạn thấy đường. Mình phải xuống đi bộ mọi người ạ. Thì mình đi đi xe. Đi xe lên nên là sợ chốc không xuống được, sợ xe xịt lốp. Nên là bắt buộc phải đi bộ. Ui giời, đúng neo lên thật, mệt thật. Selfie là tự sướng. Rồi mọi người nhìn không? Vẫn còn cao lắm. Hôm qua mấy anh em thức đêm sáng chập mắt được có 1-2 tiếng rồi mà. Đi tí là thở. Ui giời, đường này bố bảo dám xuống luôn. Thôi mình không quen thì tốt nhất là. Hả? Anh Thắng đi em ở đây trông người nhá. Đi hết đi kia đi. Anh cứ bảo là nhà sàn nhưng ít nhà sàn nhỉ. Mệt quá mọi người ạ. Và các bạn thấy không? Khung cảnh trên này rất là thơ mộng. Trên còn xa lắm à. Ui mọi người kìa. Ở trên đỉnh. Ui ôi. Tự sướng à? Đẹp, công nhận phải nói. Thiên nhiên đúng không? Tạo hóa của thiên nhiên nhỉ? Có ai đeo khẩu trang nữa không? Ui à. Ừ. Mọi người này. Ừ. Có người đâu, có 4 ông đi với nhau thì có đeo thì đeo.
Đây mọi người nhìn dân đồng bào, à, cái này quay này nhìn nó đỡ. Ủa các bạn này, đường nó đứng dốc thế kia mà dân vẫn nên khai thác được. À, anh em mình chỗ này không dám ngồi xe nữa, phải đi bộ các bạn ạ. Ui, đồng bào trên này phải nói kiên cường. Cuộc sống phải nói thiếu thốn khó khăn, trồng chất khó khăn. Ui giời, còn cao lắm mọi người ơi. Ui giời, không biết là mình có lên được đến nơi không. Ui giời, đúng là một chuyến đi trải nghiệm đầy thú vị và mệt nhọc. Ui giời, đây là đồng bào, nhà đồng bào là à, mọi người nên nương làm hết, có khi đi làm cả ngày. Ui giời, wow, chính thức là mệt kinh khủng, dại rồi anh em, đi bộ là dại rồi. Ok, một cái loan nó đi mẹ mấy ngày mới lên đến đỉnh mà. Thanh niên đã bỏ cuộc mọi người ạ. À, thanh niên này đã, à, mình đã bỏ cuộc. Đồng bào hình như là nghỉ hết rồi, đi lên nương hết rồi dạ. Nhà nào cũng đóng cửa im lắm. Có cầm chai nước nào đi không nhỉ? Không. Đấy mọi người, thấy phong cảnh ở đây hùng vĩ, đẹp. Phải nói là đẹp. Thiên nhiên trên đây phải nói là tuyệt vời. Thế nhưng mà nếu để sống chắc mình không thể trụ nổi ở trên này. Ở đây đồng bào kiên cường thật các bạn, mình mới đi có 200 mét thôi mà chính thức này không biết có đi nổi hả. Hết đường hả? Thế để em lên đỉnh em, em quay mà tí rồi xuống thôi. Thôi đến đây để trải nghiệm còn vài hả, vài chục mét nữa mà không lên thì sau này ân hận. Mọi người, anh em mình chắc là dừng chuyến trải nghiệm bên đây vì cũng là cục đường rồi. Anh đây, mình vừa hỏi mấy bác ở trên này, các bác ở đây là cục đường, đây là đồng bào sống ở trên này là cao nhất rồi. Các bạn thấy được không gian ở đây tuyệt vời, nhưng mà chỉ không khí thôi chứ còn nữa. Thế ra mà vẫn ở trồng chía nên trên này được mát, gớm, dễ đái nó đều đặn, năm hai nữa. Bó tay đúng không? Không ngờ được. Neo có mấy chục mét thôi mà. Xe ăn đây không không ấy, đang làm điện an. Điện an này có trọng 1-2 chục triệu. Thế rồi về mình không dùng dòng được. À, khí hậu. Cái này nó phải hợp khí hậu. Ôi mọi người, đi lên thì nhìn nó cao thế nhưng mà đi xuống ghê lắm. Mọi người ạ, xuống kiểu như nó cứ nao phăm 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 phăm, anh em mình không dám ngồi xe. Đây là các bạn, các bạn này, đây là, nhưng mà phải dân đồng bào đây người ta cứ phong 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 phong, người ta phi này, các bạn này bây giờ hai anh em nhà kia còn phải xuống dắt xe kéo, mọi người thấy không? Nhưng phải nói đúng, nếu mà đứng ở trên này mà ngồi xe xuống, mình cảm giác rất là ghê các bạn ạ. Trên này là cục đỉnh của cái bản
tạo phiên rồi. Anh em mình xin phép được đi xuống mà tối anh em mình sẽ review ở chợ chiều tối là mình sẽ review món ăn ẩm thực đường phố, hoặc là mình sẽ ra chợ gì nhỉ? Chợ vùng cao hay chợ Tây Bắc gì đấy nhỉ? Chợ Sapa các bạn nhé. Mình sẽ ra chợ Sapa. Phải nói đồng nào ở đây đi xe phải nói đỉnh cao. Mình phải nói là thực sự là nể trọng sức sống của người dân đồng bào. Hay là mình chưa quen thì mình không biết, nhưng mà đúng, nếu mà để ngồi trên xe từ trên này xuống thì cảm giác phải nói là phải những người dũng cảm lắm mới dám ngồi các bạn ạ. Đấy. Đấy các bạn này. Rồi. Hai anh em nhà trên phải dong xe từ trên không dám đi này. À, các bạn này. Nói vào đấy không dám đi luôn. Phải nó cảm giác nó ghê khó tả lắm. À, hai em không dám trèo lên xe luôn. Kinh. Phải nói là sợ các bạn ạ. Chạy. Cái trải nghiệm này phải nói ít người dám đi thật. Chắc cũng nhiều người đi rồi, thế nhưng mà mình nay là lần đầu tiên, thế nhưng mà khi neo được đến nơi đấy. Các bác là vợ em mất trẻ. Nhưng mà nó thảo lắm, cái xin là nó cho cái. Các bác không cảm. Anh xin con cái đồng vẽ như thế đó cái. Em cứ như này là em chắc ăn nhất. Đấy. Như thế này thì em mới về được bảo với con em. Đây các bạn này. Phải nói lẻ dân các bác trên này. Chạy xe phải nói quốc đỉnh. Em lên trên này em sợ đấy. Một phần về để đẹp. Vâng. Thực ra cũng muốn cố lên trên này. Em đi nữa. Phải nói các bác trên này là phải nói là mà nó chưa quen ghê. Nhìn xuống nó cứ thăm thẳm thẳm. Hai người là mới được. Một người thì nó nhẹ. Thưa anh Dê Trinh, quảng cáo anh Tùng này, em tin anh Tùng này quá. Không tin nữa. Em tin anh Tùng quá mà lại. Ồ, vợ anh còn trẻ. Cậu gái không ra xuống cả. Đi ra đường, vợ anh xin phép con này. Kít. Đồng bào trên này phải nói là đỉnh cao. Kít. Mẹ mày đéo cố tình nghèo như leo thì mẹ. Đây các bạn này, trong cái đường nó cứ thầm thầm thầm. Đừng vào số, đi số 1 thôi. Để đi số 1 thôi. Không nó cua tay áo gấp phát là không kịp phanh. Ui giời. Cảm giác cũng ghê lắm các bạn. Ui giời ơi. Cái lúc lên thì gọi là nó mệt chút, thế nhưng mà cảm giác nó còn đỡ ghê. Nó cứ lao dốc như kiểu này, phanh mất cái là nguy hiểm. Cứ cắn số 1 thôi, có gì thì còn xử lý được. Mọi người ơi, mình cũng định đi vào trong đồng bào ấy, vào trong 1-2 hộ gia đình để mình chuyện trò với lại hỏi han hay là review một chút đấy. Thế nhưng mà thực tế là lên trên này là đồng bào hình như là đi lên nương lên dãy hết rồi, nhà nào cũng đóng cửa mọi người ạ, là không toàn hầu như là không có nhà nào mở để mình vào ấy. Nên là thôi thì anh em mình cũng xin phép xuống Sapa. Về thị xã Sapa là mình sẽ đi review chợ Sapa các bạn nhá. Nếu mà tối nay mà chợ tình mà có thì mình review tiếp đấy. Đấy các bạn này, nếu mà cảm giác đi xuống thì con đúng là những người dũng cảm thì mới dám đi các bạn.
nhưng phải nói dân đồng bào ở đây là người ta đi quen rồi, còn mình là đầu tiên đi cái cảm giác này là cũng ớn. Rồi cũng đi theo đường này họ này. Đâu đây là nên rẫy, đây là người ta đi rẫy, thế mà người ta vẫn đi phàm phàm cái đường cái xíu. Đây mọi người nhìn, đường người ta làm mà. Đấy, ui, ông đi vào bên kia kìa, ngoằn phát ra này, không kịp. Đây nó nổ nốt, đem xuống một đoạn kia đi. Nó nổ nốt, ăn cứt đi. Phanh vào, đi chậm đi. Con ven. Okay. Đập xuống đầu gối là kích đi nằm chậm bánh chè ấy luôn. Trông với dương thì không ra đi đâu. Đầu dương nó xuống đi bộ rồi. Mọi người thấy dân đồng bào đi gặt. Tại mình chả thấy bông gì. Cái mùa lúa tháng này nó không được vàng như là mình thấy nhiều bạn đi review trên này là ruộng bậc thang này lúa vàng lắm. Nhưng mà mình nay mình thấy nó cũng không được vàng, hay là trên này mọi người đợt này là gặt lúa non hay là như thế nào mình cũng không rõ. Các bạn này, bậc thang đẹp chưa?